Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đánh vần và phân biệt hai vần, đó là vần an và vần an. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đây là vần an. Vần an gồm có âm A đứng trước và âm N đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau: A N An An. Còn đây là vần an. Vần an gồm có âm A đứng trước và âm N đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau: A N An An. Vần an và vần an giống nhau ở điểm là đều có âm A đứng trước. Sau đây là các ví dụ có vần an. A N An An. Di An Gian Sắc Giản Giản. Con giản Con giản. A N An An. Đ An Đan Huyền Đàn Đàn. Cây đàn Cây đàn. An Bờ An Ban Huyền Bàn Bàn. Cái bàn Cái bàn. Sau đây là các ví dụ có vần an. A ngờ an An. Bờ an ban huyền bàng Bàng. Cây bàng Cây bàng. A ngờ an An. Hờ an hang huyền Hàng Hàng cây Hàng cây. A ngờ an An. L an lang Lang. Khoai lang Khoai lang. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!